Thì tối về nào chị? Em về sáu giờ mấy, 7 giờ em điện cho anh. 7 giờ tối hả? Dạ. Lúc lên xe là 2 giờ mấy. Rồi đi xe cấp cứu để chở về đó. Về tới đây là cũng 7 giờ, 7 giờ mấy thì em cũng có coi đồng hồ. Bữa nay tình hình của béo Minh Nhân sao rồi chị? Bé cũng ổn mà có cái thằng nhỏ nha anh, nó sưng quá trời. Cái giò hả? Dạ. Sao sao bị cái giò Mỗi nữa? ca chứ thường đó anh. Lúc mà xảy ra mâu thuẫn rồi xảy Dạ, ra cái là vụ đó. chở đi vậy anh. Thôi thôi, Chạy đẩy được. lên đi, đẩy lên đi. Rồi bác sĩ nói là về là coi theo dõi, nếu mà cái giò sưng là chở lên nhập viện lại. Sao nhiễm trùng đó. Dạ, ta nói là không có cho sưng được, sưng là cũng là sẽ cái giò nóng nóng. Đây nó có nói chuyện được không chị? Hình như Nó nói chuyện mà nó nhỏ xíu rồi mà nó ít nói nữa. đau còn đau À, tại vì cái ống đâm vô cái họng á anh, bây nó giờ vẫn còn còn đau. Mà cái ống đó sáng rút ra chưa? rút ra, bữa lên Sài Gòn là bữa sau lại rút ra rồi. Vết Dạ thương nó mà còn ha. vết thương còn, em hỏi con đau không, cái nó còn. Sáng này em dắt nó đi qua bệnh cho nó, bệnh kêu cho nó ăn với gội đầu, nó đi rồi thì nó mệt. Mà bác sĩ thì kêu đi tới lui đừng cho nó đừng có dính ruột á. Nó ít nói lắm, nói hỏi gì thì nói chuyện nhỏ xíu rồi mà nó cũng ít nói nữa. Nó đau rồi đi hồi nó cũng đau, nó mệt nữa. Nó có đâm ống ngay cái họng cho nên thì cũng nói chuyện cũng Dạ hơi khó, chứ còn còn nó yếu. đau cái vết thương đi chút xíu là nó động rồi nó đau cái nó mệt, nó mặt mày nó sưng dần. Rồi mấy ngày nay là mình đi lên trên, lúc mà ở dưới bệnh viện Đô Đốc là mình chuyển bé đi lên chảnh, là trong lúc đó là mình đâu có tiền đâu đúng không? Dạ không, cái lúc đó em đi mượn được người này người kia cho em mượn người 5 triệu, 10 triệu vậy. Chứ người ta cho được mười mấy triệu á, mà anh để cho mình đi lên chảnh. Rồi bác sĩ có nói là cái ca mổ là bao nhiêu Bác sĩ nói là kêu mình thủ là 250 triệu. không? Rồi cái bác sĩ nói là cứu, mới đầu bác sĩ nói là để từ từ lo tiền. Rồi bác sĩ hỏi vào ngày hôm sau bác sĩ nói để cứu sống mạng sống mình như trước đi, một bữa với hai là bắt buộc phải đóng tiền. Là mạnh thường quân có vô đóng là 120 triệu. Tức là lúc đó là có giống như là có người quen hay là có ai đứng ra để kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ cho Dạ bé? có cái bà chị liền Đà Nẵng đó, rồi lúc đó là đứng bà đứng ra đầu tiên. Rồi mới tới mấy đứa em ở bên nó ở sớm ở trong nhà trong đây nè, có chồng bên nó đi làm ở bên Mã Lai á. Nước ngoài ha. Rồi mới điện rồi nó kêu này kia rồi nó mới đưa lên mạng, rồi mấy đứa em nó hỗ trợ đóng tiền miễn phí nữa. Này chắc tiền nước ngoài gửi về nhiều ha. Dạ Có tiền nước ngoài mới 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 trên được 100 triệu. dạ Với trong cái lúc nó mất nhanh quá cho nên thì cũng đâu có kêu gọi kịp. dạ đúng rồi. Chạy em nói là gấp bách rồi, hôm qua về bác sĩ còn nói, bác sĩ nói nếu mà em mà như người ta không có một qua hai mà đòi chuyển Quỳnh Như đi Sài Gòn là chắc Quỳnh Như chết cho đốc, tại vì cái ca này nó quá nặng rồi, nó thủng tim mà thủng phổi này kia rồi, và cái giấy không Có có giấy bác không chị? sĩ cứ vậy. Cái cửa nó kéo vào cái vô nghiệm quá. Nó đâu rớt kìa đâu. Hiện tại bé Bình Nhi cũng đang yếu cho nên thì nói chuyện chưa có được nghe quý cô bánh chị. Là cái đơn thuốc ở trong bệnh viện chứ không biết cô để không, em cũng không biết chữ nữa. Hôm qua em nghe ai Mình đọc không biết chữ hả? được không, hôm qua em nghe ai đọc có đó mà không biết quên từ nào. Phạm Quỳnh Như. Cái này là khám bệnh, còn cái chẩn đoán quá trời nhiều luôn rồi. Quá nhiều. Sắp một Quá nhiều. Trong đó là chấm đế nhỏ xíu à, chấm đế vuông vuông. Đây là bé Quỳnh Như được cái này. Này là cái gì? Dễ hiểu thơm lợn. Thơm lợn. Này với ra gì? Chẩn đoán nè. Chẩn đoán tổn thương khác của tim.
thủng rách liên thất, thủng lá trước gian hai lá, rách dây chằng lá gian ba lá, nhìn lắm vậy. Rồi nãy mình nói anh nó bị nặng lắm, nó bị từ lưa. Rồi các tình trạng hậu phẫu thuật xác định khác, hậu phẫu khâu vết thương thủng lành thất phải, nói chung là bị tổn thương khác của tim nè, thủng lá, thủng vách liên thất nè, thủng lá trước van hai lá, rách dây chằng lá van ba lá. Nó bị tùm lum chứ không phải bây giờ, nó cũng bác sĩ cho về mà nó cũng vẫn còn yếu. Tại vì người ta cho về chứ không phải gia đình xin về nữa. Ta cho về bác sĩ nói thì bé ổn rồi về nhà theo dõi rồi cho bé ăn uống. Hôm qua nay nó hơi bé ăn cũng được. Em mua cơm, nó qua về chảy rồi em đi ra tiệm em mua cơm bé ăn cũng hết. Rồi sáng nay em dẫn bé mua tô tiếu ăn cũng hết. Hồi nãy em mua thịt em hầm cho bé ăn. Có như là bên công an hay là bên bác sĩ khám là bị bao nhiêu phần trăm không chị? Dạ cái đó là tháng sau em mới lấy. Tháng sau mới biết hả? Tháng sau tại có giấy, cái giấy à. Cái này đơn thuốc. Gì? Này đơn thuốc. Alo. Dạ chồng con đi ẩm nhỏ con đi ra ngoài, con có mấy anh lại nhà hỏi thăm mùi như đó. Dạ con biết rồi. Dạ. Dạ để con chút có gì, dạ chút có gì con điện lại. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ. Ngoài cái vết thương mà ngay tim dạ, của bé Quỳnh Như với cái chân này còn ở đâu nữa không chị? Dạ không. Cái chân là tại vì trong cái lúc mà chở đi đó thì bị đó ha. Dạ. Ừ. Chứ không phải bên kia ha. Còn bé hình như là chỉ là ngay cái tim thôi ha. Dạ. À. Hình như là cái miếng giấy đó thì mẹ bỏ cái giấy mình đi. Ừ đúng rồi. Rồi giấy hẹn chứng nhận thương tích của rồi. Bệnh nhân Phạm Thị Quỳnh Như. Dạ đúng rồi, miếng giấy đó là đúng rồi đó. Cái này mã số. Miếng giấy đó là giới hạn tháng sau người ta hẹn mình đi lấy đó. Tháng sau mới biết thương tích ha. Dạ, cái đó giấy giám định thương tích. Bữa giờ là bên cái người mà đâm bé Như là bên gia đình bên đó có lo tiền thuốc tiếp không chị? Dạ lo ở trên Châu Đốc là được ba mấy triệu. Dạ. Dưới ra Sài Gòn là đóng được 4 triệu. Dạ. Dưới rồi đi về đưa cho em 950 ngàn. Dạ. Dạ rồi đó. Đó là hết khả năng. Dạ, tổng số tiền là bên kia đó ha? Dạ. 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 Cái đó là gì rồi xong rồi bé Quỳnh Như chưa ra phòng là gia đình. Mà bà Thiếp mới đi về gọi là hai chồng em lo cho bé Quỳnh Như rồi tới ngày về. Mà bây giờ cái người mà đâm bé Như đó là ở ngoài hay là đang bị giam? Dạ ở ngoài. Ngoài ha. Dạ. Mà sao là ở ngoài vậy ta? Dạ, nghe nói là có con nhỏ. Con nhỏ. Có con nhỏ cho nên có một bé mười mấy tháng với một bé 4-5 tuổi. Dạ. Con nhỏ. Dạ. Mà em có tìm hiểu là hình như là cái người đâm bé Quỳnh Như á là cô chú bác ruột. Dạ, phải không chị? Cô đúng rồi. Cô chú bác ruột. Chứ không phải con là cô ruột mà là cô chú bác. Dạ, con chú bác. Hồi đó là hồi lúc đó là cũng như là hai cái người cô đó, người cô chú bác với người cô là tức là em của cô ba cô chồng chị. Dạ. Thì hai người là chơi chung với nhau ha. Ừ. Rồi cái vụ mà như là người ta lại người ta đòi nợ đó tưởng là chị với dạ. Anh chồng của chị đó học lại đó ha. Dạ. Cho nên hiểu lầm ha. Dạ. Ừ. Rồi mới rượt đánh rượt đâm chồng chị. Dạ. Nhưng mà bé Quỳnh Như thì đang bồng con của cái người đó. Dạ. Rồi cũng như là không biết sao mà về là mà không biết nghĩ sao mà lại đâm bé Quỳnh Như là em cũng không hiểu á. Dạ em cũng không hiểu, tại phút đó là em không có đó. Không, lúc đó không có chị ở nhà. Không. Đúng rồi, lúc đó em đi chơi trên cái người dân trình mà không thấy ai hết. Ừ. Thì hồi người ta thấy cái Quỳnh Như chở đi bệnh viện rồi người ta mới điện cho cái người xuống tới. Ừ. Tỉnh. Lúc đó Quỳnh Như ra bất tỉnh rồi. Mà ông chồng em thì giờ ổng cũng hết biết gì. Thì em cũng gắng gượng gạo mà để mà lo cho chồng rồi hết mà
chạy lên lo cho con nữa. Ừ. Chứ nếu mà em gục ngã luôn thì không ai lo cho hai cha con hết. Ừ. Có hỏi là hình như là lúc đó là cái người cô chú bác đó là người đâm đó là đang có uống rượu. Dạ đúng rồi. Đang xỉn ha. Dạ. Cầm hai cái dao. Em cái đó thì em không gần. Tại vì em không có chứng kiến đó thì em không gần, em không nói được. Dạ. Bây giờ tính hỏi Quỳnh Như mà không biết là nó Quỳnh Như nó nói chuyện được không? Hỏi giờ câu đi. Nói chuyện không được. Quỳnh Như con nói chuyện được không? Quỳnh Như. Hả? Chú hỏi kìa. Không được. Vì bé thì cứ bấm điện thoại nữa. Để điện thoại xuống đi con. Tắt đi con, bấm điện thoại. Nói chung là Quỳnh Như nó cũng còn đang yếu quý của anh chị cho nên thì hỏi Quỳnh Như thì cũng hơi khó nha. Bé. Bữa đó em vào bệnh viện thì không có biết cho nên em nói vụ mà đi hình nên em ở bảo vệ em không cho vô rồi, hồi rồi em nói thôi em không có quay nữa em vô em gặp bé rồi em nói chuyện danh được không đoạn đó. Rồi nghe mà tức mình đi quay ghi hình cho bà con xem mà mình thấy tình trạng gia đình như thế đó mình rất là khó chịu. Hôm nay vô đây thì bé với anh làm xuống xuống ngồi luôn nha. Mừng cái chuyện này. Anh tên gì? Tiền. Là mình là tổng cộng là mình có ba người con. Nhưng mà bé Quỳnh Như là con trước của chồng chị. Như bé trai đúng không? Với bé trai luôn ha. Bé nhỏ này con chung ha. Còn xuống con. Nếu anh Tiền hả? Dạ. Anh Tiền ơi, nếu mà như vậy lúc mà bé Quỳnh Như như vậy rồi bị cái sự việc như vậy đó rồi mẹ ruột của bé biết không? Biết mình mười mấy ngày mới biết. Vậy hả? Dạ. Mới biết cách đây cũng 2-3 ngày. Vậy mẹ ruột của bé gần đây không? Không, nghe nói giờ đi vô ra ngoài Quế. Đi Quế hả? Có điện hỏi thăm gì không? Không anh. Mẹ nó không có điện có gì chứ có mấy chú với mấy cô mấy dì mấy mợ nó đồ điện Bên mẹ nó ha. Dạ bên mẹ nó. Còn nó không có điện gì trên. Từ lúc mà mình đi lên trên thành phố tới ngày về hôm nay là khoảng một tuần chưa ta? Dạ 12 ngày 13 ngày trong Sài Gòn 5 ngày trên bệnh viện Châu Đốc là 18 ngày là 13 ngày là trên Sài Gòn. Dạ. Em lên Sài Gòn là bữa 17 đây. Rồi lúc đó lên chảnh là chỉ có hai vợ chồng nuôi bé thôi hả? Hai vợ chồng với bà Thiếm. Nguyên gia đình mình đi chảnh hết luôn á, chứ đâu có ai nhà. Lớp nhỏ, nhà em ở nhà. Rồi bé nhỏ thì chắc phải đem đi rồi. Dạ đúng rồi. Vậy là bé Quỳnh Như là con của anh hả? Dạ. Con của anh thì thương quá. Nhưng mà lên chảnh mình ví dụ như mình ăn uống mình nuôi bé đó rồi mình ở trong phòng luôn hay sao? Ngủ bờ bụi hả? Ngủ chắc ngủ ngoài hành lang này kia đó. Hành lang rồi ban ngày là không có chỗ nằm, nếu mà trời mưa nữa là không có chỗ ngồi luôn. Rồi đứa nhỏ hay sao cũng vậy luôn hả? Hiện tại thì mình đang có mặt ở nhà của gia đình của bé Quỳnh Như nha quý cô anh chị. Thì hôm nay thì cái tin vui là bé Quỳnh Như cũng như là thoát được cái kiếp nạn đó quý cô anh chị. Tại vì hiện tại thì bây giờ thì bé cũng như là cái ống hồi lúc đó người ta đâm ống ngay chỗ cổ đó quý cô anh chị cho nên không có tiếp xúc nói chuyện được, cũng còn đang yếu cho nên này không có hỏi được bé Quỳnh Như. Thì bé Quỳnh Như đang nằm bên đây nè quý anh chị. Rồi hổng gài rồi cái gia đình của hung thủ như cũng có hỏi này kia gì không? Dạ có. Thì người ta xuống người ta năn nỉ hay sao? Dạ đúng rồi. Rồi Thiếm nó xuống nó năn nỉ. Nói giờ gần bữa nó có xỉn sai gì đó, nó lỡ gì rồi. Thì cũng tha thứ cho nó làm cái bả nại cho nó này kia. Cho nó nhà nó nuôi hai đứa con nó.
Bây giờ nếu hai chồng thấy mất bôi lớn tuổi rồi nuôi cũng đâu nuôi nổi. Chú thường yếu rồi thấy mất thì đi làm mướn người ta nuôi nuôi không nổi. Thà thứ cho nó làm đi, nó thề từ đây giờ tới nó không có đụng tới gia đình con nữa đâu, mà nó không có đếm xỉa gì tới ai. Ai làm nó mới nói tới. Giờ là chú mất nói gì vậy. Còn cô chú bác cái người đâm á? Dạ người đâm thì tại vì thấy chồng em còn giận đó rồi không có xuống. Xuống ghiền với chị hay sao? Nói chuyện ghiền chị hay sao? Dạ, nói chuyện với hai chồng đến đây luôn. Còn tức là cái người cô của bé Bình Dương ha, xuống đây luôn ha, xuống đây cũng như là biết biết lỗi gì nữa ha, tức là mẹ của người đó xuống thôi không? Cái người đó thì chưa có. Ý em hỏi là cái người cô á, cái người mà đã đâm bé nè. Nói thì người cô chạy xuống khi mẹ về, nó bắt đầu nói với chồng em á là em cũng năn nỉ anh hết lời rồi. Thì anh tha thứ cho em, hiện tha thứ đi. Chứ anh thấy đi, nếu em vô tù thì hai đứa con, hai đứa cháu anh khổ, anh cũng có vui sướng gì đâu. Là hai đứa con của người đâm đó. Rồi nói với chồng em vậy, nói là nếu mà nó vô tù thì hai đứa con nó khổ thì chồng em cũng có đâu vui sướng gì đâu. Rồi ông chồng em mới nói giờ ông Quỳnh Như nó anh mệt, mình đi về đi. Hồi sau thì Quỳnh Như khỏe thì tính. Rồi cái lúc bà mẹ của người đâm đó thì mới kêu đi về là mới đi về. Nhưng cái bữa hổm thì nói lại khác đúng không? Hổm dạ, thì vẫn bữa đó em nói rồi tối nói là không có, nói là nói với em á là chỉ nói với em là lo vụ tiền bạc cho Quỳnh Như sao đi sao là nói gì. Thì nói có nói hay không gì không nói làm sao mà em dám nói ra. Đã như vậy rồi em còn dệt thêm chuyện làm chi, còn để cho lu bu thêm nữa. Rồi tới là không có nói, không có nói em gì. Như theo anh Tiền này, bên kia cũng như là biết lỗi đó rồi mình tính sao anh Tiền? Tại vì cái đó là quan trọng là do gia đình của anh đó. Nói chung là hiện tại mình cũng còn đang giận dữ lắm đúng không? Tại vì con mình mà bị đâm mà cho nên cũng còn đang giận lắm không? Đúng như anh Tiền cũng để từ từ coi bên đó có thật sự là có xin lỗi thật sự hay không, hay là chỉ nó qua lo. Rồi gì? Hiện tại thì mình chưa quyết định ha. Chưa quyết định. Nói chung cũng còn đang giận, người bé cũng còn đang yếu, còn đang mệt nè. Cho nên thì cũng chưa có coi giống như là chưa có tha thứ bên kia ha. Rồi với mình đợi cho cái giấy tờ xác minh là bao nhiêu phần trăm cái thương tích của bé đó, rồi lúc đó là tính không? Là một tháng nữa hả? Hoặc đúng một tháng không? Cái đó là bên giấy đó là bên giấy đó là của công an hay là sao, hay là của bên bác sĩ? Phòng bác sĩ, phòng phải nội tổng hợp. Phòng tổng hợp. Đó là bác sĩ chỉ qua phòng đó. Đúng một tháng rồi lúc đó người ta sẽ cho mình cái kết quả ha. Dạ. Để cho mình cái giấy chứng từ giờ đem về đi. Mình như con xe này được. Rồi lúc xe qua đây con. Xe mặt qua đây. Rồi lúc rồi công an có lên không? Dạ không. Nó đau. Mà tối công an huyện có điện. Điện cho chị ha. Điện cho chồng em á, nói là thì lại cho Quỳnh Như khỏe đi. Rồi vài bữa người ta sẽ lên. Lên ăn cướp nữa ha. Thì bây giờ thì nói chung thì cái trước tiên thì bé Quỳnh Như nó đã tay qua nạn khỏi rồi, đó thì cũng mừng cho gia đình. Thì quan trọng nhất là tính mạng con người mà. Cái đó là chịch một chút xíu cũng khó sống. Bác sĩ cứu được đó. Bác sĩ cũng nói là bé Quỳnh Như này chết lớn, mạng lớn vậy đó. Chứ không ai là chết rồi, nếu mà lên chảy cũng chết nữa. Vậy đó hả? Vì... bác sĩ nói vậy đó hả? Dạ, tại bác sĩ nói là bé Quỳnh Như này nó bị lờ gắt là nặng đi. Chứ đâu phải mà bị mà sơ sài gì ta. Tuy rằng không trúng tim nhưng mà nó đã thủng tùm lum. Nó trúng nhiều chỗ ha. Cái miếng mà bao che cái trái tim gì nó thủng nát.
Bởi vì cái lúc mà lên ca mổ là bác sĩ nói là nếu mà trở về thì chết 100%, còn nếu mổ thì cứu 50%, mà 50% đó là người ta không có chấp định là cứu 50% đó. Lên ca mổ nó có thể chết bất cứ lúc nào, tại vì cái trái tim mình mà đụng vô cái nó thì đâu biết cái lỗ nào nó thủng đâu, mình giá có được không. Trái tim là rất là khó giá. Bác sĩ có nói với mình như vậy, nó là bốn ngày trời, trời bốn ngày trời để mà nghe tin tức con, mà không nghe tin tức gì con. Chỉ có cầu ai gọi là chạy lên, ai gọi là chạy lên, mà chạy lên thì không hỏi được gì hết. Lúc đó là chắc em cũng như là chuyển bé vô cái khoa phòng mà cấp cứu là gia đình đâu có vô được. Dạ không, đúng không? Vô được, còn mấy ngày nữa về bác sĩ mới cho vô nuôi, nuôi 3 ngày. Chỉ có như là kêu tên người thân là vô vậy dạ, thôi. Kêu tên người thân là muốn mua gì, tả hay là giấy hay là sữa, cháo gì là kêu rồi đi lên rồi đi xuống chứ không cho dòm luôn. Dạ. Như là lúc đó bác sĩ cũng như là nói với mình là cũng giống như là năm ăn năm thua đó ha. Có khi là bé sẽ mất lúc nào không hay đó. Dạ, đúng rồi. Bé có thể tử vong trên ca mổ. Người ta nói năm ăn năm thua nhưng mà tôi chưa chắc chắn là năm ăn năm thua nữa. Tại vì bé bị quá mạnh. Cũng may ha. Dạ. Nói chung là gia đình cũng may, bé mình như cũng mạng lớn là được bác sĩ cứu, rồi thêm được ở bên cái mạnh thường quân á, quân người ta giúp cho nữa. Cũng may là vậy chứ không thôi là cũng đâu có tiền đâu mà mổ. Mà không có tiền thì chắc có bảo hiểm không, lúc đó có bảo hiểm không? Dạ không luôn, mua đâu có kịp. Không, như bảo hiểm của học sinh đồ đó. Dạ, không, chứ đâu có học đâu. Nghỉ lâu rồi, nghỉ lâu rồi hả? Dạ. Đó học lớp mấy nghỉ chứ? Học lớp 5 là nghỉ hả? Dạ. Là gia đình mình hàng ngày là đi bán vé số hết luôn hay gì? Dạ. Mình như có đi bán không? Không, mình như như đó có bán mà dù như nghỉ mấy ngày. Rồi ai với ai đi bán? Hai chồng em với hai thằng nhóc nhỏ thì đi bán. Nhỏ đó ha. Như ở nhà coi nhà ha. Con nước rồi. Thì lúc nãy em vô trễ mà cái tiền Mạnh Thường Quân giúp mình đó chị. Là khoảng bao nhiêu? Mình đóng là 177 triệu. Chứ Mạnh Thường Quân cho tiền đi về nữa. Là bao nhiêu hết chị? Em có hôm qua mình quên đưa nhiêu tiền bán hàng mình cả trăm ạ. Cả trăm triệu thôi. Tổng cộng tiền viện phí là bao nhiêu? 177 là từ bữa lên Sài Gòn có gì? Từ bữa lên Sài Gòn là tiền cái gì? Vô chổng nấu cho em ăn ơi. Chổng vừa ăn nấu. Chổng dẫn bé chổng đi con. Ông ẩm nó vô chổng nấu. Chổng cho nấu cho em. Tiền viện phí là 177 triệu lên. Là tiền viện phí là 177 triệu. Dạ. Rồi khi mà đi về thì được Mạnh Thường Quân hỗ trợ thêm cho 100 triệu ha. Dạ. 100 triệu đem về cũng như là lo cho bé là như là đi lên đi xuống tái khám đó ha. Vậy cũng chúc mừng, cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Thì cũng may á, nói chung gia đình cũng may, bé thì tay qua năng thổi, thêm được Mạnh Thường Quân giúp đỡ như vậy là cũng may lắm rồi. Số tiền cũng lớn quá. Tổng số tiền là bữa giờ là 277 triệu. Dạ. Vậy là cũng mừng lắm rồi. Quá mừng luôn các bạn ơi. Cái tình hình của chị cũng như là lúc đó là mấy em lại quay là bất ngờ quá. Với bé thì nặng quá, cũng như là chuyển đi liền luôn mà không, mình suy nghĩ biết như thế nào mà để giúp cho bé. Lúc đó kêu gọi Mạnh Thường Quân đâu có kịp. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì cũng hên là được cái mấy người ở gần ở xóm ha. Dạ. Người ta quen biết ở bên nước ngoài ha. Ở nước ngoài kêu gọi chắc vậy quá. Dạ. Đăng lên Facebook, Zalo, Facebook rồi kia. Để kêu gọi ha, giúp cho gia đình. Nếu mà vậy là tổng số tiền nó cũng gần 300 rồi. 270 mấy, gần 300 rồi. Chứ nếu mà không có số tiền đó thì nói chung cũng có giúp Quỳnh Như đây. Cái ca mổ nặng lắm, nhiều tiền lắm. Còn mình gia đình khó khăn nữa, số hàng ngày đâu có dư giả gì đâu mà để lo cái ca mổ đó. Thì cái đó lúc đó cũng quyết định đi thí luôn đúng không? Dạ, cái đó tối đâu có đủ khả năng đâu. Đâu có đủ khả năng thì đi thí.
nói lên tỉnh thì Quỳnh Như mà được mạng lớn thì có nhờ nhân viên ta giúp đỡ cứu sống mà sống dưới. Thứ hai nữa là tới đó thì lương y nào mà nát tay thì cứu sống mà sống Quỳnh Như, là cái đó nó số mà như phần lớn. Thì cũng không ngờ là trời sao cũng có mắt mà chứng cho lòng mình. Thì cũng có người giúp đỡ, rồi cũng có bác sĩ cho mát tay và cứu mạng sống mình như. Mà lúc đó mà từ ở dưới Châu Đốc này mà mình đi lên trên chỗ là ở trong mình chắc khoảng chừng vài chục triệu rồi, phải không chị? Đúng rồi, tại vì tiền em đi quơ, đi mượn đầu này đầu kia. Chứ trong nhà là lúc đó Quỳnh Như bệnh là trong nhà không có một đồng. Đi đi bán ngày nào là ăn hết ngày nấy. Em nghĩ là bé nó được tay qua nàng khỏi, được mạnh thường quân giúp là em nghĩ là cũng là một cái lời cầu nguyện của chị giái. Chị nhớ cái bữa mà chị thắp nhang cậu, chị mà giái của Quyền không, chị xin đó, chị nhớ không? Chị có thể nhắc lại câu đó không? Em giái là của Quyền nước tổ đây, ba má ơi phù hộ độ cho Quỳnh Như, tại vì con nó quá nhỏ, nó không thể nào mà nó gánh cái hậu quả nặng nề gì. Con cũ Quyền nhắc tổ với bà má phù hộ độ Quỳnh Như cho tay của anh thằng khỏi mà lên tới Sài Gòn khỏi bệnh sĩ mà cứu con. Em nghĩ là cái lời cầu nguyện giá của mình nó được ơn trên chứng á. Cho nên thì được mạnh thường quân rồi được bác sĩ giống như có duyên với bé vậy đó, giúp cho bé, cứu bé thoát khỏi cái kiếp nạn á. Giống như là bé Quỳnh Như giống như là chịu cái dao cho ba. Chứ mới đầu là cái người đâm á là đâu phải là đâm bé Quỳnh Như. Chủ yếu là cha, chủ yếu là chồng của chị anh Tiền. Nhưng mà không ngờ là bé Quỳnh Như lại bị. Mà ở đây thì cộng đồng mạng tôi bức xúc một cái là vì sao mà bé Quỳnh Như đang bồng trên tay cái người con của hung thủ mà lại bị đâm. Cho nên cộng đồng mạng người ta tức gì, ta bức xúc lắm. Chịch tay lỡ trúng con mình sao? Lỡ thí dụ mà trúng con mình là sao? Nói sao ông đâm con nó mà bị đâm con. Cái đó là anh hỏi chồng em. Chồng em tại lúc đó nó đứng gần đó. Nó biết còn em thì em không làm, tại vì em không có mặt đó, em không thể nói cái câu gì nữa. Tại vì mình chứng kiến thì mình mới nói được. Mình thêm bớt thì cái chuyện nó sẽ nói nhiều thêm chuyện nữa. Vậy là hồi lúc đó là bé Quỳnh Như bị đâm là có mặt của anh Tiền. Tại lúc là Quỳnh Như đang cầm cái dao là chồng em kêu Quỳnh Như chạy đi, mà nó nghĩ là sẽ không đâm nó đâu và nó không chạy. Tại lúc đó cầm cái dao chồng em chứng kiến đó. Cái đó thấy hung thủ cầm cái dao là Quỳnh Như nghĩ là không đâm thôi, không đâm cho nên nó không chạy. Tiền kêu chạy đi ha. Kêu chạy đi. Tiền cách đứng cách xa không? Cách xa cái gì đó. Mình, ở ngoài đường quá nè. Để mình hỏi anh Tiền về cái vấn đề này ha, quý của anh chị. Cũng như là hồi lúc mà bé Quỳnh Như mà bị đâm đó là lúc đó là anh đứng đằng xa hả? Anh có thấy không? Thấy em đứng đằng xa đó, rồi nó đang ẵm cái đứa bé con của nó, rồi nó mới nó quýnh thằng nhỏ xong rồi nhỏ mới ấy buông cái con của nó qua xuống. Rồi nó mới lợi, nó mới bỡ cái nó con nó qua để qua bên đây. Rồi đó thì đầu quay ngang là Như nó vừa bỏ con nó, em kêu chạy đi Như, chạy đi Như. Mà Như nó không chạy, nó đứng đó. Rồi đầu quay ngang mới ẵm con nó đưa đùa qua một bên. Rồi nó mới xô với con Như này xuống nè, nó mới nhào vô. Rồi nó đâm nhỏ rồi. Rồi em vừa chạy ra tới là thấy là cái ngực nhỏ máu không rồi. Em có thấy đâm mấy cái không? Dạ em không có thấy đâm, tại vì em không có thấy cái đằng xa đó. Giống như là sáp vô vậy thôi ha, chứ tại vì xa quá mình không có thấy ha. Dạ xa quá em thì nó không thấy, nó sáp vô rồi mới em mới chạy lại là em đưa cái giò nó ra là ngực nó máu không, em mới sốc nó lên ẵm lên. Rồi nó không cho em ẵm lên nữa, rồi tới mà em ẵm được thì nó cứ nắm cái lưng quần em không à. Là bé Quỳnh Như ha. Dạ. Hay người kia, cái người kia nó nắm em á, là không cho ẵm Như đi. Gì đó hả? Dạ. Rồi lúc đó người đó còn cầm dao không? Lúc đó là thằng em nó giật cái dao rồi. Không cho ẵm đi ha. Dạ, nó không cho ẵm đi.
Ừ. Rồi nhờ hên cũng mấy chiếc xe ông ta ở trong nó chạy vô ra đó mới kêu ngừng lại mấy người mà ấy đó kêu ngừng lại. Ừ. Mới đưa Bình Nhân lên rồi thằng em nó mới lên rồi sau mới ôm nó chở lên bệnh viện. Ừ. Lúc đó anh không có ôm nó tại lúc dạ, đó chắc cũng hết biết gì luôn á. Hết biết rồi. Còn mình đang chỉ bắt nó chảy ruột mềm. Rồi xong chở bệnh viện mà cái chân nó cạ xuống đường nhựa mà nó lột nó bị cạ đường nhựa đó anh. Trong cây đó không hay không hay lo em nó xỉn nữa. Nó chở cũng như là gấp qua rồi nó không có để ý tới cái gì chứ. Mấy vợ sớm cũng có la nói sao mày không lấy giò nhớ lên banh chảnh giò nhớ trơn mà chắc nó không nghe nó quýnh mà nó không nghe. Nói chung là quýnh quá quýnh rồi lúc đó là chủ yếu là chạy riết đi lên bệnh viện để cứu bé mà. Lúc đó bé nhìn chứ cũng bất tỉnh luôn ha. Bất tỉnh mà lên mà chỉ ướt lên thôi. Trời ơi. Nó ướt lên thôi chứ là nó không có mà mở mắt ai kêu cũng không biết gì hết. Chỉ là ướt lên thôi là đẩy lên cả mổ gấp luôn. Vậy là lúc mà lên trên bệnh viện Châu Đốc là đã mổ trước cái ha. Mổ một lần rồi sờ ngày hôm sau mổ một lần nữa. Vậy là mổ hai lần. Hai lần rồi bên sờ chợ gãy mổ một lần nữa là ba lần. Là hồi lúc đó là cũng như là hung thủ từ xa là anh thấy từ xa là đánh trước đánh bé Bình Nhi trước hả? Dạ đánh bé Bình Nhi rồi xong rồi nó mới ấy rồi nó ẩm con nó thấy cái dao là lúc khi nó chạy đó nó chạy giống như là hung thủ là đẩy con của mình ra dạ. Bắt đầu là sáp vô với bé Bình Nhi. Dạ. Anh ở xa mình chỉ thấy vậy thôi ha. Dạ. Tại vì đâu xa quá cho nên mình không biết là đâm bao nhiêu nhát ha. Dạ. Mà đáng trách hơn nữa là anh Tiền xuất hiện cả ẩm con lên, ẩm bé Bình Dương lên mà cái hung thủ á không cho ẩm đi. Vậy nắm lại. Vậy lại á, nắm em lại. Đâm người ta rồi mà không cho ra chở đi bệnh viện. Rồi chị đó có nói gì nữa không? Rồi ngủ rồi ta. Chị là nắm thôi ha. Dạ. Chứ không nói gì nha. Dạ. Ngủ rồi, ăn đi con. Thì lúc đó là hung thủ là cũng như là đang xỉn. Dạ. Đang nhậu xỉn ha. Dạ. Anh kiểu như là mình nhìn mình thấy xỉn nhiều không? Cũng nhiều quá. Xì quá ha. Dạ. Trong từ xì. Cái gì cũng như là nhậu nhẹt nó nhiều khi nó không có kiềm chế được cái bản thân á. Chứ tại vì khi mà đăng clip lên là mọi người suy nghĩ tại sao mà bồng con của họ mà họ lại đấm cũng ngộ như vậy. Cho nên thì cái clip này cho là bà con biết là tại vì lúc đó hung thủ là đang nhậu say quá đó quý của anh chị. Nhậu say mà cầm dao mà thường người dân gian mình nói á, cầm dao là thường có cô hồn theo. Hồn dục. Dục. Cái đó thì theo cái quan niệm dân gian thôi. Ông bà nói thôi còn cái chuyện này thì mình không biết. Đúng rồi, chuyện này là mình không biết. Hiện tại thì bây giờ là hai vợ chồng giờ là ở nhà chứ cũng mình tạm ngưng lại đi bán ha, lo cho bé ha. Dạ. Để cho tới chừng nào nó khỏe mình sẽ đi buôn bán lại ha. Dạ. Thì bé Quỳnh Như gì nó ăn cháo được không hay là ăn cơm? Dạ ăn đủ thứ thì bác sĩ không có cử. Bác sĩ nó cho bé ăn, tại bé mất sức nhiều quá cho bé ăn bằng bồi dưỡng lại hỏi nước tức là vẫn cho ăn cơm và ăn đủ thứ luôn. Dạ. không có cường không có cử ha. Dạ nhưng mà ở nhà em cử cho ăn với thịt cá cá lóc với thịt người tại vì bé Bình Như mổ mày rồi đừng cho ăn tôm cho tôm nghe nói tôm nó cường biển tại vì bé Bình Như mổ nhiều quá cho ăn em không biết có sao lỡ mình cho ăn thì được nhưng mà móc ra không có được. Dạ. Cho ăn thịt heo với cá lóc mình thôi sợ nó giống như nó lòi thịt rồi chỉ vậy đó hả chứ nó làm độc rồi nó mình khó xử hơn cái lúc ban đầu nữa. Hiện tại thì cũng như là những cái món đồ nào mà nó cương đó chị. Dạ. Thì mình đừng có cho em nó ăn. Dạ. Tại ăn rồi nhiều khi nó cương lên thì với con gái nữa. Dạ. Nó xấu. Dạ. Năm nay là bé Quỳnh Như là 15 tuổi hả chị? Dạ. Đúng 15 tuổi luôn hả? Dạ đúng 15 tuổi luôn. Đúng 15 tuổi luôn hả? Dạ. Tuổi này là tuổi dưới hình là thành niên nè. Tại vì khi mà đăng clip lên là mà bà con quá bức xúc rồi. Bà con thấy tội nghiệp bé quá. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ thì bé được trở về nhà rồi được mạnh thường quân giúp.
rồi được bác sĩ cứu nữa, rồi bây giờ là hiện tại cũng khỏe, nhưng mà cái như là nói chuyện nó hơi khó với cô anh chị, chưa có như là chưa tiếp xúc nói chuyện với bé như được, chỉ nói chuyện với cha mẹ của bé thôi. Rồi thì cũng như là em cảm ơn vợ chồng đã chia sẻ ha.